Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang đứng trên đường tỉnh lộ 781, ngay khu vực Ủy ban xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất 5 x 60 luôn, mà giá bán là có 450 triệu thôi. Đây, tỉnh lộ 781 nha. Bên phải là trường tiểu học Ngô Thất Sơn nè. Rồi ngay bên cạnh là trường mẫu giáo Thành Long nè. Cái hướng này là chúng ta nhìn về núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây trường mẫu giáo Thành Long và ủy ban xã Thành Long đây nha. Cái miếng đất là kế bên khu vực này luôn, cách có mấy trăm mét thôi. Ủy ban xã Thành Long, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay bên cạnh là có ngân hàng Agribank nữa. Nếu chạy thẳng vô hướng này thì sẽ tới chợ Bến Sỏi, đi ngang qua cầu Bến Sỏi, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông á, rồi vô thị trấn Châu Thành. Đây ngân hàng Agribank nè. Thì cái chỗ này á, cách vòng xoay trung tâm thị trấn Châu Thành là 7 cây, cách thành phố Tây Ninh á là 12 cây, cách núi Bà Đen là khoảng 20 cây nha. Tấn đang quay cái hướng là từ ủy ban xã chạy tới đất, là cái đường vô đất là bên tay trái. Còn nếu cô chú anh chị đi từ hướng thành phố Tây Ninh và thị trấn Châu Thành tới thì cái đường vô đất là bên tay phải luôn. Mình quẹo vô cái đường số 20 này cũng được nè cô chú anh chị. Còn bây giờ Tấn sẽ chạy xích tới cái đường phía trước nha, rồi mình quẹo trái vô. Nhà cửa dân cư đông nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái ngay đường số 18 này nha cô chú anh chị ơi. Định vị Google Map của đất, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Nhìn thẳng là thấy núi Bà Đen đó. Đây quẹo vô đường bê tông, đường số 18 của tỉnh lộ 781. Cô chú anh chị thấy là kế bên ủy ban xã, ngân hàng Agribank, trạm y tế, công an. Đây trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường cấp 2 cũng kế bên đây luôn nha. Cái chỗ này là nằm giữa hai cái chợ, đó là chợ Bến Sỏi và chợ Hòa Bình. Đây lô đất đang cần bán bên tay trái nè, để bây giờ Tấn xuống xe quay đất cho cô chú anh chị coi. Thì cái đường mặt tiền của đất nè là đường thông luôn, mình chạy thẳng xích tới là nó thông ra đường số 20 lúc nãy. Từ ở ngoài đường tỉnh lộ 781 đi vô có 100 m là tới miếng đất đang cần bán bên tay trái. Địa chỉ ở đây là ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đất là mặt tiền đường bê tông nè, cái đường khá là rộng luôn, hai chiếc ô tô 4 chỗ là tránh nhau được á cô chú anh chị. Đất hướng đông nha. Thì diện tích là chiều ngang 5 m. Từ ngay chỗ cái mí cục điện nè, ngang qua bên đây là đúng 5 m. Còn chiều dài vô á là tới 60 m. Tổng diện tích đất là 300 m². Thì đất này là lên được 100% thổ cư luôn. Anh Dũng chủ đất á, là ảnh có làm sẵn thủ tục giấy tờ để lên thổ cư rồi. Bây giờ chỉ cần nộp vô và đóng tiền là lên được thổ cư. Nhưng mà ảnh đang kẹt tiền cho nên là ảnh chưa có nộp vô nha cô chú anh chị. Thì bây giờ ảnh bán cái giá 450 triệu á, là đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha. Cô chú anh chị muốn lên thổ cư thì chỉ cần nộp giấy tờ vô, đóng tiền là lên được. Đất rất là dài luôn, trên đất là có cây xài đồ nữa nè. Thì chiều ngang 5 m là qua tới cái trụ xi măng bên đây, có cắm trụ ranh giới nha. Cây cục điện này thì cô chú anh chị thấy là nó không có dính dáng gì tới đường điện nhà nước hết á. Cục điện này là của chủ đất để người ta câu điện vô đất á, mà giờ là không có xài nữa cho nên là chúng ta có thể nhổ bỏ. Còn cục này là cục điện nhà nước nè. Cái đường mặt tiền của đất á, là đường thông luôn. Bên đây là đường bê tông nè. Còn cái đường số 20 lúc nãy cô chú anh chị thấy là đường nhựa luôn á. Thì đường 18 này nó thông qua đường nhựa 20 luôn nha. Ở đây mình đi vô là nó thông luôn. Rồi giá bán 450 triệu, cách đường tỉnh lộ 781 có 100 m thôi. Rồi cách ủy ban xã, ngân hàng Agribank, trạm y tế, công an, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 là trong vòng bán kính 500 m nha. Có đầy đủ tiện ích luôn. Cái chỗ này nằm giữa hai cái chợ, đi về hướng này là chợ Bến Sỏi, vô thị trấn Châu Thành, vô thành phố Tây Ninh. Còn đi về hướng này một cây số là lên chợ Hòa Bình. Cái chợ rất là bự nha, có nhà thờ nữa.
Đối diện đất là cũng có nhà hàng xóm nè cô chú anh chị. Cái đường bê tông mặt tiền của đất khá là rộng, hai chiếc bốn chỗ nhỏ nhỏ vậy là tránh nhau được luôn. Rồi cái đường bê tông á, hiện vô tới đây là hết đường bê tông rồi, tới khúc đường đất ha. Đó, nhà hàng xóm đằng đó là mới xây. Thì qua nhà hàng xóm đó là cái đường này nó sẽ quẹo trái để thông qua đường nhựa số 20 nha. Đây, những cái nhà bên đây là quay mặt tiền ra đường nhựa nè. Trong đây là khu đất trống. Nhìn về hướng này là núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây, chúng ta thấy núi Bà Đen ha. Thì từ đây đi núi Bà Đen á là khoảng 20 cây nha. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là gần 100 cây số. Trên đất là có cây xài nè. Đó, thì cô chú anh chị thấy là cây trụ điện màu trắng nè là trụ điện nhà nước đó. Còn cây trụ đen đen là cây trụ của chủ đất trước đây, người ta câu đất vô để bơm nước tưới vườn á. Đây, giờ trụ này không có xài nữa, dây điện nó không có dính đâu hết ha, là chúng ta có thể nhổ bỏ được nha. Rồi, chiều ngang 5m từ ngay mí cây cục điện nè, ngang qua tới cái trụ xi măng bên đây. Đó, có cắm trụ rõ ràng nha, trụ xi măng này nè. Còn chiều dài vô là tới 60, là dài tới cái hàng rào B40 của nhà hàng xóm ở xa quá. Rồi những cái nhà ở phía sau là quay mặt tiền ra đường nhựa số 20. Còn nhìn ra hướng này có 100m thôi là tỉnh lộ B81. Lúc nãy Tấn đã chạy từ ngoài vô nè. Đối diện là vườn cao su nè cô chú anh chị. Và trong đây á là cái chỗ gà quay Úc Tâm. Đó là đối diện nha. Ngay chỗ này á có ngã ba nè, cái đường khá là rộng, quay đầu xe đồ ok, là cái đường dẫn vô trong cái chỗ gà quay. Đó, còn miếng đất đang cần bán là bên đây. Giờ mình đi về dài vô trong coi cái nền đất như thế nào nha. Do nay mùa mưa cỏ nó mọc nè cô chú anh chị. Cỏ này thì nó mới mọc thấp thấp thôi. Đây cái nền đất nè. Đó, nền đất là cao ráo và bằng phẳng nha. Dài tới 60m lận cô chú anh chị. Chỗ này là có thể lên được 100% thổ cư luôn. Tấn thấy là anh Dũng ảnh có tách thửa, rồi ảnh chuẩn bị thủ tục để lên 100m² thổ cư á. Giấy tờ là sẵn sàng hết rồi. Giờ chỉ cần nộp vô là đóng tiền rồi lên thổ cư thôi. Nhưng mà kiểu như ảnh kẹt tiền á cô chú anh chị, cho nên là chưa lên ha. Giờ ảnh bán lại cái miếng đất này là ảnh bán lỗ á. Lúc trước ảnh mua là giá cao hơn, bây giờ ảnh bán là 450 triệu. Còn cái chi phí lên thổ cư bao nhiêu á thì cô chú anh chị là gọi trực tiếp cho anh Dũng luôn, để anh nói coi chi phí lên thổ cư là bao nhiêu nha. Đất dài 60, nếu xây nhà là làm nhà vườn đâu được nha cô chú anh chị. Vị trí Google Map của đất Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Cái vị trí này thì dễ biết rồi, cách tỉnh lộ 781 có 100m, kế bên trạm y tế, ngân hàng, ủy ban xã, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Đó, mặt tiền là đường số 18 của tỉnh lộ 781 nha. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi. Sổ hồng đứng tên anh Dũng, ngay chủ, không có qua môi giới trung gian nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ coi cái sơ đồ nha cô chú anh chị. Đất này hướng đông, có hơi lệch bắc chút xíu. Thì trên sổ ghi đường đất nè, bây giờ ra sổ mới cập nhật lại là đường bê tông nha. Và cái đường này có lộ giới luôn. Đó, đường này lộ giới là 9m. Lộ giới là 9m nha. Còn diện tích của miếng đất đang cần bán thì chiều ngang là đúng 5m. Còn chiều dài là 60. Thửa đất số 676, tờ bản đồ số 18, địa chỉ ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Thì trên sổ này hiện tại của chú anh chị thấy á, tổng diện tích là 298,9 m², coi như là 300 m² đi ha. Và hiện tại là đất cây lâu năm. Cái phần ghi chú nè là có 7,2 m² là trong cái lộ giới của đường mặt tiền. Đó, tại vì cái lộ giới của đường mặt tiền là 9 m, là tương lai nhà nước sẽ còn mở bự nè. Đây, cô chú anh chị xem thêm cái phần bổ sung nè. Thì anh Dũng á, ảnh có tách ra thành hai thửa để ảnh lên thổ cư á. Đây, thửa 676 tách thành hai thửa nè, là thửa 789 diện tích 100 m². Đó, thì cái thửa 789 này là ảnh dự định sẽ lên thổ cư nè. Đây, tiếp theo là cái tờ trích lục của cái thửa 789 100 m² để lên thổ cư nè cô chú anh chị. Có sơ đồ, có bản vẽ đồ sẵn sàng hết rồi. Nói chung là thủ tục pháp lý là có sẵn. Bây giờ chỉ cần nộp vô, đóng tiền là lên được 100 m² thổ cư nha. Tấn nhắc lại cái giá bán nha. 450 triệu là hiện trạng cái miếng đất như thế này, chưa có thổ cư á. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Dũng, số điện thoại là 0903 159 194, 0903 159 194, 0903 159 194. Cái chỗ này thì gần cái chợ rất là bự, đó là chợ Hòa Bình. Ngay khu chợ Hòa Bình là có điện máy xanh, thế giới di động, có nhà thờ Hòa Bình nữa. Thì để Tấn quay thêm cái khúc ngay chợ Hòa Bình cho cô chú anh chị coi thêm nha. Từ ủy ban xã Thành Long lúc nãy, chúng ta chạy gần một cây số là sẽ tới khu vực chợ Hòa Bình nè cô chú anh chị. Cái chợ Hòa Bình này rất là bự, giống như là trung tâm thương mại vậy đó. Quẹo trái vô cái đường nhựa này là có nhà thờ nha. Bên phải là cây xăng nè. Đây, ngay chợ Hòa Bình này là có điện máy xanh, thế giới di động, có Bách Hóa Xanh luôn. Thì cô chú anh chị thấy là kinh doanh buôn bán rất là nhiều luôn. Nói chung khu vực này bây giờ rất là sung túc nha cô chú anh chị. Rất là sung túc đông vui nha. Điện máy xanh, Bách Hóa Xanh rồi đó. Thì nhà lòng chợ Hòa Bình là bên tay trái nè cô chú anh chị ơi. Có nhà thuốc Long Châu luôn. Đây, cái chợ rất là bự nha. Nhà lòng là bên trong á, bự lắm. Rồi ngay phía trước chợ là có nhà thuốc Long Châu, có cây xăng Petrolimex nè. Và cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.